So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì trên tay mình đây là khẩu Barrett anime anh em ạ. Ấy, hôm trước thì bắn cái khẩu M4 anime rồi thì hôm nay làm quả Barrett anime màu tím nha. Ấy, màu tím anh em ơi. Cũng kiểu là tím mộng mơ. Ấy, chà chà. Ở đây thì cũng có một con anime nó ngồi trên thân súng các bạn. Khẩu Barrett này thì có hai chức năng bắn. Một là chức năng bắn bình thường như này, một chức năng bắn là scope phụ ấy. Cho cái scope phụ thì mình thấy thì nó cũng không gọi là thực tiễn cho lắm, nó không được gọi là gì nhỉ? Sử dụng ok lắm. Đơn giản vì nó ngắm khá là bé, bắn khá là khó anh ạ. Rồi. Cái gì đồng đội lăn là chết hết rồi. 2-3 anh em ơi. Hôm nay vẫn chuyên mục là bắn không tay nghe, bắn ra ngoài anh em ạ, vãi cả bìu. Thiếu chết tôi không? Bắn đúng kiểu bắn theo cảm xúc anh em ạ. Ừ. Đâu rồi, các anh ở đâu? Ôi, hay quá nhờ. Được. Thế chứ. Nào, bom rơi. Ôi giời ơi, mình xin. Bom rơi với chúng tôi à. Trên cầu có này ơi, trên cầu có này. Ok kìa. Từ, thằng này móc được. Ừ, quay đi đâu của bạn. Mình xin nhận cái đầu. Đừng có khinh hoài bắn lo ngoài nha, bắn lo ngoài nhưng mà nghe phốt vẫn chuẩn lắm, nghe phốt vẫn ok lắm, chỉ hay bị nhầm gọi là phốt đồng đội với phốt ấy thôi, bọn địch thôi, chứ còn phốt thì vẫn nghe ok, đôi khi là kiểu hơi bị giật mình phốt đồng đội thôi. Đó, phát này ra rào đó anh em ơi, ra rào nào, đấy, rào cho chị ném smoke rồi ạ, à. Căng đấy nhỏ, có xe có không, đâu rồi, các bạn đâu hết rồi, dưới đây dưới gầm cầu à, ai à, mạnh lắm chơi sai rồi, vãi cả bìu tí chết ạ, tí thì vỡ mồm mình em ơi, ôi giời ơi, cái chân xinh bạn đèn lắm, để cái thằng nhà B chạy ra cửa B phát, thế đéo là mình lại soi mình thấy cái chân anh em ạ, ủ bạn đèn lắm, rồi. Anh em chịu khó răng bữa nửa tháng mình về mình lính tay nghe thì nó sẽ ok hơn. À, khổ đéo chịu được. Nhục như con cờ hó anh em ạ. Nhục như con cờ hó luôn thề. Rồi. Đồng đội mình có vẻ khá là khỏe mà bên kia khá là yếu anh em ạ. Chưa chi gì nữa. Đấy đồng đội nó vã chết hai thằng rồi cơ đâu. Ôi giời ơi, ba thằng mẹ rồi. Nhanh không nhanh còn cám có mà ăn rồi nè. Cái map trọng phát sóng này thì bắn sniper khá là ngon anh em ạ, bắn sniper khá là ngon. Rồi, nhảy với chúng tôi à. Tránh thằng hành lang thì lại chết với mình thôi. Ôi rồi, trên hành lang còn này. Trên hành lang này anh ơi. Nếu mà mình chơi mình không loa ngoài à không. Không tai nghe thì mình nhìn radio à nhìn bản đồ được mà. Đây trong này. Mày ai da, mất trinh mẹ rồi. Máy nào đấm sọ anh em ạ. Nhìn bản đồ thì vẫn biết là đồng đội chết ở đâu và mình sẽ tìm được cái hướng mà bọn nó bắn đồng đội mình đấy. Như lúc đấy mình ở trên xe A rồi mà đồng đội ở trong hành lang chết thì chỉ có trong hành lang chứ còn ở đéo. Úi giời ơi, mình xin. Sao bạn này chạy lô liễu thế nhờ. Khẩu này theo mình thấy bắn ngon phết, bắn ngon phết chứ đùa đâu. Mà quả kính mắt cũng không phải là đẹp lắm nhưng mà cũng được. Rồi, ôi, lại 5-3 này. 5-2 này. Ôi rồi các anh từ sao nào. Bẹ thằng kia ném quả smoke mẹ ố dè thế chờ. Từ nha. Soi. Vina soi. Đâu rồi, các bạn đâu hết rồi. Các bạn ơi. Các bạn à. Lỗ à. Bạn đi nhé. Lỗ nữa không. Rồi, hành lang. Ê, nó ủi chết hai thằng. Ui giời, chuột. Chơi mày. Đâu rồi. Bắn nhiều. Mình tưởng nó chết ở cái quả đầu tiên mình vẩy đấy cơ. Vậy thế đéo mà trượt được à? Ảo thế thật. Ảo thật đấy. Rồi, ôi sợ 4-0 anh em ơi. Mà cái quả nãy lúc ụp vào cái thằng hành lang mà không bị nó đấm sọ thì có phải là có mất trinh không? Mẹ. Cay thế nhỏ. Lâu lắm rồi, chưa được cái trận nào mà không bị mất trinh cơ mà. Hầu như là chết một mạng là ít lắm rồi. Trước thì thi thoảng chơi còn có trận gọi là không mất trinh. Rồi rào hả? Chạy đi mình hỗ trợ. Chạy đi mình cover cho. Ôi dồi ôi, còn ném smoke ra thì khác. Đéo là bóp ré đồng đội.
chán đồng đội tôi đéo chịu được anh em ạ. Chạy về thì chạy về mẹ nó rồi, rồi lại còn ném lại quả smoke ạ. Có flash nha, có flash rào nha, khả năng là có nha. Mít có không? Mít vừa chết đấy, mít vừa chết đấy. Rồi ai có nha, có nha. Mày đâu? Where are you? Where are you from? Nào, đâu nữa? À rào quá đây, trái này, trái rào đây. Úi, té. Thằng này khôn này, thằng đứng trong rào khôn này, cẩn thận chết với nó đây. Đâu rồi, mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Ai à, bắn trộm bố mày à? Bắn trộm bố mày mà không chết à? Mình lại đang soi bên phải, mình đang nghi nó bên phải mà theo nào. Vẫn đứng chỗ đấy ạ. À. 2v2 đấy anh em ơi. Có khi là hiệp này có chốt được luôn chứ đùa. Hay quá, 2v1. Thế là xong rồi đấy. Thế là xong rồi đấy. 11 kill anh em ơi. Đây, hành lang. Ai à, nhảy. Bạn nhảy đẹp đấy, nhưng mà rất tiếc là mình lại nghe thấy phốt rồi. Khổ thế chứ lại. Mẹ là quả hành lang không chết thì có phải là không mất trinh không anh em? Mẹ tiếc nhở. Tiếc phải đai anh em ạ, tiếc phải đai. Rồi, có vẻ như là chơi trận này hơi nhanh cho nên là mình sẽ làm thêm game nữa anh em ơi. Làm thêm game nữa nha. Rồi ok, tiếp tục clip thôi ấy. Làm thêm trận nữa cho nó máu anh em. Rồi, đây cái chức năng đặc biệt của khẩu này là chuyển sang scope phụ ấy. Rồi ôi. Cái map bến cảng này thì bắt sniper thì cũng được thôi, nhưng mà có vẻ như là hơi tù. Mình không thích cái map này lắm anh em ạ. Bắn map này thà bắn mẹ cái map nước còn sướng hơn. Các hộ hoa đăng đấy. Nhưng mà trận này có ai, có anh em Việt Nam nhỉ? Bắn chuột kìa, cay nhỉ? Lên mày. Mày nó đang dê tâm để nó bắt mình đấy. Chó này khôn đấy. Rồi còn không? Còn không bạn? Đẩy mẹ lên đi. Ai à, nó ra. Thanh niên này Việt Nam nữa này. Ở bên mình có một thanh niên Việt Nam, bên nọ có một thanh niên Việt Nam. Đấy, chà. VNTMI. Đặt tên là TMI là Tư Mã Ý sao á? Thế là mình vào mình cấm mẹ nó khỏi Tư Mã Ý luôn anh các bạn. Chắc là cũng không cày đâu các bạn. Mình thấy cái tên là VNTMI. Nếu mình dịch ra TMI no 1 thì mẹ chỉ có là Tư Mã Ý này. Cấm mẹ nó khổ M4 Tư Mã Ý luôn anh em ạ. Chơi khốn nạn đéo chịu được. Rồi, nào. Chúng mày ngon, chúng mày. Ái da, chết cao hả? Trên, ái á. Quá tam ma bận. Bạn định làm gì? Bạn định làm gì tôi? Trong xác còn chết, sao chết xác kia nó chết nó gục xuống mẹ nhìn. Vãi đái luôn. Rồi quay lại cầu xem là có la liếm gì không, có thằng nào móc lốp không? Không có nha. Rồi thằng này nó canh rồi, mình lại lên á. Nó canh cầu rồi mình lại lên á. Mình chỉ sợ cầu nó móc lốp mình thôi chứ còn phàng. Ai có nha, có thằng đục mình nha. Ai à, có. Mà ai à, nhanh nha. Quái đúng là kiểu không kịp snap anh em ạ. Vãi cả biểu thật. Rồi mẹ nó không biết là mấy thanh niên này có làm ăn gì. Ai thanh niên cầm mẹ A luôn ạ. À, già cũng Barret Adime. Đấy già. Phang, úi dồi ôi. Phang, ôi bắn thế à. Úi dồi ôi. Bắn thế à. Nó móc sau. Nó theo mày đấy, đúng rồi. Mẹ thật kiểu ngáo đét luôn ạ. À. Và ai cả bều ạ. À. Không được rồi. 2v1. Không biết nó sẽ đi đường nào nhỉ. Thanh niên này tính ra lộc lá phết đấy chứ mẹ. Gặp mấy thằng ngáo ngon. Bên kia có thằng bắn tắc, cái khẩu tắc ấy, mẹ bắn kinh phết. Rồi đây là 81 đỏ này, liệu có làm ăn gì không? Mình nghĩ là thằng này nó sẽ ăn đấy. Hay là treo mẹ nhà rồi. 6 5 4 3 1 kiểu kéo hết giờ ấy chứ. Rồi trong sai B. Thế thì hết giờ rồi đấy. Rồi, ôi giời ơi, bố kia bố bò cái gì vậy, tận hết giờ rồi bố mới vào sai B ạ, à. Vãi thật. Thế chịu rồi. Nào, bạn này lại không lên A nữa anh em ơi, bạn này ra mít kê đi. Ra liếm tí, không thấy gì, biết không thấy gì nha. Ra cầu kê. Có này, ừ. Có, ấy ạ, đồng thế.
ba bốn thằng luôn ạ. Ui ôi sao mốc xinh lét này lẹt này bắn đéo thế. Một thằng đứng ở trên cái mép mép tường ở phía nhà hồi sinh. Úi giời ơi, double kill. Bạn đen lắm, đây một thằng đứng ở đây này, chạy bẹ rồi. Mình xin, ôi giời ơi, lọc lá thế nhỏ. 5 bắn 2. Ngon rồi đấy anh em ạ, ngon rồi đấy. Rồi, mày đâu? Ê, cửa đây. Ai da, con chó này lại ăn mình anh em ạ. Sao mà đen thế? Con chó tắc này bắn mẹ dính thế nhỏ, làm hai thằng rồi kìa. Ôi giời ơi, hỏng rồi. Kinh địch và cái kết nó giật ây rồi anh em ơi. Nhưng sao ăn nhau về cuối. Mấy thằng này mình cầm Barret chẳng nhẽ là thua cái thằng mà buổi mà mình cầm Barret anime chẳng nhẽ thua cái thằng tắc kìa. Đúng không? Thua thua đéo nào. A2 rồi anh ơi, bé cứ đứng bên đéo gì nữa. Bố này cũng đéo thêm móc lốp luôn ạ. Cầm lục cổ đôi, mẹ đứng cái kê đéo ai, kê đợi nó đi mẹ mít nhỏ à. Kìa, ôi ôi, thôi xong rồi, hai thằng luôn, hai thằng chạy về cuối B luôn. À, ừ, cuối A chứ quên. Rồi, đi luôn, mẹ xa như thế mà bố vẫn mẹ về cầm lục cổ đôi, bố bắn được cái chịu. Ước hiểu kiểu gì ạ. Nó bắn chậm chậm nào. Ôi, múa, ôi. Vãi cà bìu, mày có thể mày bắn chậm lại được không? Mẹ cũng nhún như ai kìa mà. Ừ, mẹ sợ thật, nhìn mấy bố bắn mà nhìn mẹ ớt luôn. Mình mà thằng ở dưới kia là mình bắn cho to đầu rồi đấy. Chứ ở đấy mà nhún đâu. Mẹ bắn thì như cứt thì múa là giỏi thôi. Rồi, nào, kẻ chú lo đi. Công việc của mình giờ là phải giật lại cái A này. Nào, chúng mình ngon. Mẹ nó cứ nhắm smoke con này thì bắn cái đéo rồi nhỉ. Cáu thế. Mày, ừ, tao me me mày từ nãy giờ. Ái da, chơi mày. Ái, thằng lạnh khôn này, thằng lạnh me me này. Me, ái da. Chơi, nữa không, nữa. Đéo ra rồi. Thằng khôn đấy. Thằng này có vẻ khôn đấy. Rồi, 4-3. Bình tĩnh rồi. Bằng, ôi ôi. Mày headshot à, mẹ đen chưa. Thề luôn. Đen như con chó anh em, thề. Bắn một viên DE chết luôn. Vãi cả. Vãi cả bìu anh em ạ, vãi cả bìu. Chết sai quá rồi đấy. Rồi đi. Mấy thằng này cứ bắn lục của đôi này thì mấy mà hỏng tay thôi. Ôi. Có khi là 3-1 rồi anh em ạ. Khó. Bố này bố lại múa cho anh em xem này. Bắn táp táp thôi. Rồi. Tốt. Ôi, múa với chúng tôi này, chết ngay. Mình cầm cái khẩu từ mà ý của thanh niên kia lại bắn khẩu AK tắc kè. Ừ. Thôi, chịu khó vậy. Ai bảo là cứ thích đặt tên súng làm gì cơ. Mình mà thấy mấy cái thằng của đặt tên của Barret hay là M4 hay là Ranger trên cùng là mình cấm hết các bạn. Phang, đứng mà bắn đâu. Ừ. Ấy à. Ô mẹ thật không, thằng nào để ra sao à? Ok. Rồi, đây bố này vẫn đứng ở nhà kê cái đéo gì không biết. Ôi giời ơi. Chán đéo chịu được anh em ạ. Ừ. Đồng đội mình kiểu này thì chết rồi, đồng đội kiểu này vứt đi rồi. Mình cứ ninh là mẹ có thằng nó đẩy ra rào nó kê A cho mình rồi, ai dè mẹ. Để nó bắn vào đít một cách ngon lành luôn, vãi thật. Rồi B kìa. Bắn thằng B trước đi. Đấy nó kìa đúng rồi, bắn từ từ thôi, táp đi xem nào. Còn thằng nữa. Còn thằng nữa. Đó. Rồi rất tốt. Đấy, mày bắn từ từ phải ăn không? Mẹ cứ xấy ầm 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 cái đéo không biết. Mấy thằng nhân cầm 81 mà cứ ảo tưởng là mẹ xấy đâu chúng đấy là cứ xấy ầm ầm ầm. Mẹ thua hết mấy cái thằng bắn kiểu táp, mẹ chết như chó ngay. Bắn viên nào chắc bên đấy xem nào. Đâu phải là cứ mẹ số lượng là ăn. Úi giời ơi, chạy đâu bạn? Bạn chạy đâu? Bạn định chạy hầm B, bạn mắc móc vào đội tôi hả? Bạn đi nhé. Cào rào kìa, biết ngay mà. Bố con chó rào này nó ra nó ăn quen rồi. Nghe cái thành niên kia đẩy ra thì đéo đẩy ra xong mà
Để đồng đội chết mẹ hết rồi mới đẩy ra. Rồi ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. 4-3 anh em ơi. Chốt. Xe A không ai luôn này. Đẩy đi. Tanker đẩy đi. Sniper mẹ hỗ trợ cái. Rồi thanh niên TMI cái đi rồi. Ao mẹ luôn rồi. Ôi giời ơi, bạn thi đéo nào nhỉ? Bạn thi đéo nào nhỉ? Chơi game lại chạy. Đâu hiểu. Thua thì thua chứ, thua thì vẫn phải đứng ở trong đội hình chứ. Hay là âm nhiều quá ngại chạy kìa mà. Ao mẹ luôn. Rồi, rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip. Quên lại cho mình một like, một subscribe. Nếu có chưa nhận được báo clip mới nhất của mình nhá.